Với phương châm thực hiện quyết liệt, không có ngoại lệ, không có điểm dừng trong xử lý giải tỏa các công trình xây dựng trái phép theo kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh, đến nay, huyện Kim Động đã tháo dỡ được trên 650 trường hợp vi phạm từ năm 2014, qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, người dân. Xã Hiệp Cường có 38 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp từ năm 2014 đến nay. Thời điểm bắt tay vào thực hiện giải tỏa các vi phạm, hầu hết người dân đều không đồng thuận tháo dỡ. Trong đó, tâm lý chủ quan, chây ý, chờ đợi chính quyền vào cuộc như thế nào xuất hiện ở cả một số cán bộ đảng viên. Song điều này đã thay đổi rõ nét từ đầu năm đến nay, nhất là đến đầu tháng 9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đã bị tạm dừng điều hành để tập trung thực hiện kế hoạch 93A. Thực tế là bước đầu thì người dân thì là còn nghe ngóng, còn xem xét qua nhiều lần các đoàn thể, rồi là chính quyền phải đến gặp gỡ phân tích. Thì mọi người dân dần dần sẽ hiểu ra mình không thực hiện mà để cái chỗ nọ cũng nhìn chỗ kia thì thực tế là nó sẽ không đảm bảo được, không thực hiện được cái kế hoạch của cấp trên. Làm chuyện đẻ là tốt, mà như thế thì nó mới thể quản lý được vấn đề coi là đất đai. Chứ không giờ người ta cứ phình ra, người này làm được, người này làm được, rồi sau cuối cùng người ta cứ phát triển rộng ra thì cái này rất là phức tạp. Để tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện kế hoạch 93A, huyện Kim Động đã thành lập các ban chỉ đạo, tổ kiểm tra giúp việc thường xuyên đôn đốc chỉ đạo và giúp đỡ các địa phương về mặt pháp lý, cách thức thực hiện, áp dụng các hình thức kỷ luật, khiển trách với người đứng đầu cấp xã và luân chuyển cán bộ địa chính các địa phương để tăng cường công tác quản lý đất đai. Cùng với đó là thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên hàng tuần tiến độ xử lý các vi phạm. Về kết quả xử lý các vi phạm đến nay, giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 đến ngày 16 tháng 3 năm 2016, toàn huyện đã giải tỏa 371 trên 423, đạt tỷ lệ 87%. Giai đoạn từ ngày 16 tháng 3 năm 2016 đến thời điểm ra soát 22 tháng 10 năm 2022 đã giải tỏa 283 trên 350 công trình, đạt tỷ lệ 80%. Nhiều địa phương đã giải tỏa 100% các vi phạm như Vũ Xá, Nhân La, Phú Thịnh, Chính Nghĩa, Ngọc Thanh, Phạm Ngũ Lão. Đối với huyện Kim Động của chúng tôi thì trong thời gian vừa qua thì đã có chuyển biến rất là tích cực do được cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung rất lớn thời gian và công sức để hoàn thành. Đối với các trường hợp khó mà nhận định tình huống là có thể phải cưỡng chế, chúng tôi đã giao cho một tổ công tác hỗ trợ về mặt hồ sơ để thiết lập hồ sơ vi phạm hành chính trước, sau đó chúng tôi sẽ tuyên truyền vận động các người dân đến một cái thời điểm nhất định, nếu các hộ dân mà cố tình không triển khai, không tự giải tỏa thì chúng tôi sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định. Từ kinh nghiệm thực tế tại Kim Động cho thấy sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của cả hệ thống chính trị và nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu chính quyền, đóng vai trò quyết định thành bại trong thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua đó tạo sự công bằng, niềm tin trong nhân dân và siết chặt quản lý đất đai trên địa bàn.